Cô thân à, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Sinh học lớp 10 của trang web olm.vn. Như đã tìm hiểu ở video trước, vi sinh vật là những loài có kích thước rất nhỏ, khả năng trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản rất nhanh. Vậy người ta đã làm thế nào để nghiên cứu về chúng? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua bài học ngày hôm nay nhé. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật. Nội dung bài học gồm hai phần chính: phương pháp quan sát, phương pháp phân lập và nuôi cấy vi sinh vật. Trước hết là phương pháp quan sát. Với phương pháp này, người ta có thể dùng để nghiên cứu về hình thái, kích thước, cấu tạo tế bào vi sinh vật. Như các em đã biết, vi sinh vật có kích thước rất nhỏ. Ví dụ như vi khuẩn hay vi khuẩn cổ thì kích thước chỉ từ 1 micromet cho đến 10 micromet vì vậy để có thể quan sát được nó cần tiến hành làm tiêu bản tế bào vi sinh vật sau đó đem soi dưới kính hiển vi quang học hoặc kính hiển vi điện tử có độ phóng đại và độ phân giải cao có thể kể ra một số phương pháp làm tiêu bản từ đơn giản cho đến phức tạp như phương pháp làm tiêu bản soi tươi làm tiêu bản tạm thời hay làm tiêu bản cố định kết hợp với nhuộm màu mỗi phương pháp thì sẽ phù hợp với từng mục đích đối tượng quan sát trong đó, làm tiêu bản kết hợp với nhuộm màu thường được sử dụng nhằm quan sát rõ hơn về hình dạng cũng như cấu tạo của tế bào. Hình ảnh trên đây mô tả về phương pháp làm tiêu bản soi tươi. Dựa vào hình ảnh này kết hợp với việc tìm hiểu thêm thông tin, em hãy trả lời câu hỏi. Phương pháp này có đặc điểm gì? Chúc mừng các em, các em đã trả lời đúng rồi đấy. Phương pháp làm tiêu bản soi tươi thì có thao tác đơn giản, tiến hành nhanh và thường được sử dụng để quan sát trạng thái sống của tế bào vi khuẩn. Người ta sẽ dùng lam kính làm tiêu bản, còn lam men thì đậy lên các tiêu bản, hoặc lam kính lõm thì có thể quan sát khả năng di động của vi khuẩn. Tiếp theo là phương pháp nhuộm đơn. Khi thực hiện phương pháp này thì tương đối nhanh chóng, nó được dùng để kiểm tra sự hiện diện, đánh giá sơ bộ về hình ảnh, tính chất bắt màu, cách sắp xếp hình thái tế bào của vi khuẩn vậy những loại hóa chất nào sẽ được sử dụng để nhuộm vi khuẩn đúng rồi vi khuẩn thường được nhuộm với thuốc nhuộm chuyên dụng như xanh metilen tím kết tinh hay đỏ phúc xin để tăng độ tương phản giúp cho việc quan sát rõ nét hơn còn một đặc điểm của phương pháp này là người ta chỉ tiến hành một bước nhuộm duy nhất phương pháp nhuộm gram được sử dụng để phân biệt vi khuẩn gram âm và gram dương. Trên đây là các bước của quy trình nhuộm gram. Tuy nhiên, thứ tự thực hiện thì chưa chính xác. Nhiệm vụ của các em đó là sắp xếp các bước này theo thứ tự phù hợp nhé. Đúng rồi. Đây chính là các bước trong phương pháp nhuộm gram. Trước hết là nhuộm bằng dung dịch tím kết tinh. Sau đó là nhuộm iodine rồi rửa bằng cồn 95 độ. Nhuộm bằng dung dịch đỏ phúc xin. Vậy thì ở từng bước, vi khuẩn gram âm và gram dương sẽ có sự thay đổi gì về màu sắc? Chính xác! Ở bước thứ nhất và bước thứ hai, vi khuẩn gram âm và gram dương đều có màu tím. Tuy nhiên, đến bước thứ ba, vi khuẩn gram âm đã mất màu, trong khi vi khuẩn gram dương thì vẫn giữ được màu tím. Đến bước cuối cùng thì vi khuẩn gram âm -um sẽ có màu đỏ, còn vi khuẩn gram dương thì có màu tím. Tại sao lại có sự khác biệt giữa vi khuẩn gram âm -um và gram dương? Dựa vào hình ảnh trên đây kết hợp với việc tìm hiểu thêm thông tin, em hãy trả lời câu hỏi này nhé. Đúng rồi, ở vi khuẩn gram dương thì có lớp peptidoglycan dày, cho nên thuốc nhuộm màu tím được giữ lại ở lần nhuộm đầu tiên mà không bị rửa trôi bởi cồn để có thể bắt màu đỏ trong lần nhuộm tiếp theo. Còn ở vi khuẩn gram âm -um thì lớp peptidoglycan mỏng, thuốc nhuộm màu tím dễ bị rửa trôi bằng cồn để có thể bắt màu đỏ trong lần nhuộm tiếp theo. Như vậy, sau khi làm tiêu bản, người ta sẽ tiến hành đặt lên kính hiển vi để quan sát. Tùy từng đối tượng vi sinh vật và mục đích quan sát, người ta sẽ sử dụng kính hiển vi phù hợp. Dưới đây là một số loại kính hiển vi thường gặp kính hiển vi trường sáng đây là loại kính hiển vi cơ bản và phổ biến nhất hiện nay loại kính này chuyên được sử dụng để quan sát các tế bào đã nhuộm màu kính hiển vi trường tối sử dụng ánh sáng khuếch tán để quan sát các vật thể rất nhỏ giống như trong một căn phòng tối với một tia sáng hắt vào chúng ta có thể nhìn rõ những hạt bụi li ti nổi trên nền tối đen kính hiển vi huỳnh quang có thể làm nổi bật những phân tử đặc thù trong tế bào bằng cách dùng ánh sáng đặc biệt để kích thích chúng phát huỳnh quang. Cuối cùng là kính hiển vi điện tử, sử dụng electron thay cho ánh sáng thường, có thể quan sát được những vật thể nhỏ với kích thước phân tử. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp phân lập và nuôi cấy vi sinh vật. Muốn nghiên cứu về các vi sinh vật như vi khuẩn, vi nấm, trước hết cần nuôi cấy chúng ở dạng thuần khiết, không lẫn với các loại vi sinh vật khác để làm được điều này các nhà khoa học cần sử dụng phương pháp phân lập nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường thạch với mẫu đất và nước chứa vi sinh vật cần nghiên cứu người ta sẽ pha loãng nó với nước đã được tiệt trùng ở độ pha loãng thích hợp sau đó dùng dung dịch sau khi pha loãng trải đều lên bề mặt môi trường thạch đặc tế bào của từng loài vi sinh vật phát triển trên bề mặt môi trường thạch đặc tạo ra những khuẩn lạc khuẩn lạc là tập hợp các tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu trên môi trường thạch và có thể quan sát bằng mắt thường. Do hình thái của khuẩn lạc đặc trưng cho loài nên chúng ta có thể dựa vào đó để phân biệt tách riêng từng loại khuẩn lạc vi sinh vật cần nghiên cứu. Trên đây là hình ảnh của khuẩn lạc vi khuẩn, nấm men, nấm mốc. Em hãy quan sát thật kỹ để chỉ ra những đặc điểm của từng loại khuẩn lạc này nhé. Đúng rồi, khuẩn lạc vi khuẩn thường nhầy ướt bề mặt thường dẹt có nhiều màu sắc khác nhau như trắng sữa vàng đỏ hồng hay cam còn khuẩn lạc nấm men thường khô tròn đều và lồi ở tâm nó có màu trắng sữa cuối cùng là khuẩn lạc nấm mốc thường lan rộng lý do là vì nấm mốc phát triển thành từng sợi dài xốp chúng có nhiều màu sắc khác nhau như trắng vàng đen hay xanh. Như vậy, thông qua bài học này, em cần ghi nhớ về đặc điểm của phương pháp quan sát với kỹ thuật làm tiêu bản soi tươi, nhuộm đơn và nhuộm Gram. Bên cạnh đó là đặc điểm của phương pháp phân lập và nuôi cấy vi sinh vật. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh học trực tuyến olm nhé cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo